Việc một câu lạc bộ bóng đá cung cấp suất ăn cho cầu thủ từ đội trẻ đến đội 1 tưởng chừng là việc đương nhiên, đến ngay cả một đội bóng của Việt Nam như câu lạc bộ Hà Nội cũng vẫn thường xuyên làm điều đó, thậm chí là làm rất tốt, thì chắc chắn trên thế giới sẽ không thể bỏ qua điều này phải không? Lấy ví dụ như Chelsea, câu lạc bộ này có một trung tâm huấn luyện hiện đại tại Cobham và ở đây có một nhà hàng dành riêng cho cầu thủ đội trẻ. Các bữa ăn được chuẩn bị bởi các đầu bếp chuyên nghiệp với sự giám sát của các chuyên gia dinh dưỡng. Cầu thủ đội trẻ được ăn 3 bữa chính và 2 bữa phụ mỗi ngày với các món ăn đa dạng và cân bằng. Điều này là cần thiết bởi những cầu thủ trẻ cần được học thói quen ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, lành mạnh nhằm phát triển thể chất một cách tốt nhất từ khi còn nhỏ. Thế nhưng vì khó khăn tài chính mà cắt giảm bữa ăn, chả khó tin đấy, nhưng Barcelona lại đang chuẩn bị làm điều đó. Trên thực tế, dù là đã 2 năm trôi qua sau khi Barcelona để Messi ra đi, câu lạc bộ này vẫn đang phải gồng gánh khoản nợ lên tới 1,35 tỷ euro chưa tính đến 1,5 tỷ euro vay mượn cho dự án Espai Barça, bao gồm việc cải tạo sân vận động Camp Nou. Ngoài ra, Barcelona cũng còn phải gồng gánh với mức trần lương theo yêu cầu của La Liga. Hiện tại, Barcelona có nhiều cầu thủ chưa được đăng ký trong đội hình, bao gồm cựu sao Chelsea Marcos Alonso và cựu sao Sociedad Inigo Martinez. Để thêm các thủ này vào danh sách, đội bóng xứ Catalan không chỉ cần tạo ra thu nhập từ việc bán cầu thủ mà còn phải giảm chi phí. Theo tờ Relevo của Tây Ban Nha, Blaugrana đã có một bước đi lịch sử để đạt được mục tiêu tài chính trong mùa giải hiện tại. Một trong những khoản cắt giảm ngân sách là dịch vụ ăn uống mà câu lạc bộ sử dụng. Trước đây, cầu thủ có thể ở lại tại Ciutat Esportiva sau khi tập buổi sáng và được phục vụ bữa trưa. Các bữa ăn được cung cấp theo lịch trình huấn luyện của từng đội với sự hỗ trợ của các chuyên gia dinh dưỡng. Các thủ đội trẻ được ăn theo chế độ kiêng Mediterranean với nhiều rau quả, hạt, cá và dầu ô liu. Tuy nhiên, với tình hình cắt giảm hiện tại, các thủ đội trẻ của Barcelona, Barça Athletic sẽ không còn được ăn trưa tại La Masia. Theo truyền thống, các thủ Barça Athletic luôn ăn sáng cùng nhau và Relevo khẳng định rằng họ sẽ tiếp tục làm như vậy. Thậm chí huấn luyện viên Xavi Hernandez cũng yêu cầu thành viên đội 1 ăn sáng cùng nhau tại đây nhằm tăng tinh thần đoàn kết. Sau bữa sáng, các thủ sẽ bắt đầu tập luyện. Đến trưa, họ có thể lựa chọn việc ở lại câu lạc bộ dùng bữa hoặc trở về nhà với gia đình. Các thủ không muốn về nhà có thể ở lại và ăn trưa tại La Masia. Barcelona có một công ty dịch vụ ăn uống chuẩn bị và phục vụ bữa trưa cho cầu thủ còn ở lại trên khuôn viên. Do những khó khăn tài chính hiện tại của nhà vô địch Tây Ban Nha và việc không phải tất cả cầu thủ trẻ ở lại ăn trưa, Barcelona đã quyết định chấm dứt dịch vụ ăn uống này cho cầu thủ trẻ tại La Masia. Họ coi đây là một khoản chi tiêu không hợp lý vì không có hoạt động gì diễn ra tại câu lạc bộ sau các buổi tập vào sáng và hầu hết cầu thủ thích về nhà. Ngoài ra, bài báo cũng cho biết quan điểm huấn luyện viên Barça Athletic Rafa Márquez về việc ngừng dịch vụ ăn trưa. Theo đó, ông không có vấn đề gì với quyết định của câu lạc bộ. Ông cho rằng việc cầu thủ trẻ về nhà sẽ giúp họ thư giãn hơn. Như vậy, Barcelona vì vậy đã ngừng thuê dịch vụ nấu ăn, tức là ai đã đăng ký dịch vụ thì không dùng nữa và có thể trả lại cho họ cái gì đó để bù đắp vào. Còn cầu thủ muốn ăn sáng hay ăn trưa thì ăn ở nhà hoặc ăn ở chỗ khác tùy họ. Tất nhiên, mang cơm theo đi làm cũng được. Sẽ nhiều người cho rằng Barcelona đang hoạt động chẳng khác gì đội bóng ao làng khi đến một bữa ăn cho trẻ con cũng cắt giảm. Và cũng nhiều người cho rằng việc cắt giảm dịch vụ ăn trưa cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng và sự gắn kết của cầu thủ trẻ. Một số người mỉa mai quyết định của Barca vì cho rằng đó là sự bất công và thiếu tôn trọng đối với cầu thủ trẻ. Một số người hâm mộ hoài nghi về quyết định của Barca vì cho rằng đó chỉ là một biện pháp tạm thời và không giải quyết được vấn đề gốc rễ của câu lạc bộ. Họ cũng yêu cầu ban lãnh đạo của Barca phải chịu trách nhiệm và thực hiện những thay đổi cần thiết để cải thiện tình hình tài chính và kỹ thuật của câu lạc bộ. Nhưng có lẽ các lãnh đạo của đội bóng đã cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định này. Nếu như sau các buổi tập sáng cầu thủ trẻ không còn phải làm gì nữa, thì việc đi về nhà có lẽ sẽ là điều ai cũng làm, thay vì ở lại ăn trưa ở câu lạc bộ, cũng giống như ngày xưa khi đi học. Nếu buổi sáng học xong và chiều chẳng còn tiết, thì hiển nhiên đa phần chúng ta đều về nhà nghỉ ngơi thay vì ăn trưa ở trường rồi. Chẳng làm gì hết, phải không? Vì thế nếu không có nhiều người ăn trưa tại đây, thì cắt giảm là một phương án hợp lý. Việc cắt giảm dịch vụ ăn trưa tại La Masia có thể tránh được lãng phí thức ăn nếu như số lượng cầu thủ ở lại ăn trưa ít hơn so với số lượng cầu thủ được phục vụ. Trên thế giới có lẽ chúng ta cũng chưa từng nghe về việc một câu lạc bộ cắt giảm bữa ăn cho cầu thủ, chẳng thể nào phải không? Ngay cả dù câu lạc bộ nghèo nhất ở Việt Nam cũng sẽ cố gắng có những suất ăn cho cầu thủ trẻ vì đây là một phần trong việc đào tạo. Thế nhưng biết đâu đấy các lãnh đạo Barcelona cũng có lý do riêng của họ cho việc này và họ cho rằng đây là một điều hiệu quả. Nghe có vẻ bẩn nhưng thực ra tránh lãng phí thức ăn là không bao giờ thừa. Thống kê cho thấy khoảng 931 triệu tấn thức ăn bị lãng phí mỗi năm. Nếu như Barcelona cho rằng điều này cũng nhằm tránh lãng phí thì đó cũng là hợp lý thôi. Hơn nữa giá lương thực cũng đang lạm phát. Bạn thấy đấy, hiện tại chúng ta đều đang cần tiết kiệm dù là bất kỳ cái gì. Việc Barcelona mua quá nhiều thức ăn nhưng chỉ có số ít cầu thủ ở lại dùng bữa chắc chắn sẽ khiến câu lạc bộ này không sử dụng một lượng lớn thực phẩm. Điều này ngoài việc tốn tiền, mất chi phí, quan trọng hơn cả là sự lãng phí thực phẩm.
Trong khi vẫn còn rất nhiều người trên thế giới này bị suy dinh dưỡng và thiếu thức ăn, nếu như thật sự muốn tiết kiệm và đã suy tính kỹ càng, đây rõ ràng là biện pháp chống lãng phí khá đáng khen của câu lạc bộ xứ Catalan. Hơn nữa, đây không phải dịch vụ duy nhất mà câu lạc bộ xứ Catalan cắt giảm. Dịch vụ vận chuyển cũng đã theo đó được giảm xuống. Barcelona đã giảm số lượng xe buýt và xe hơi dành cho các đội bóng của câu lạc bộ, từ đội 1 đến đội trẻ. Các cầu thủ phải tự lo việc di chuyển từ nhà đến sân tập và ngược lại. Việc hủy bỏ dịch vụ taxi hiển nhiên sẽ gây ra nhiều bất tiện cho cầu thủ và gia đình bị ảnh hưởng đối với một số người. Điều này có thể là yếu tố quyết định cho việc con em của họ tham gia vào học viện Barcelona hay không. Tuy nhiên, Barcelona cũng sẽ đề xuất 5 tuyến xe bus mới được giới thiệu và dịch vụ bus này thay vì taxi sẽ dừng ở những điểm đón khác nhau xung quanh Catalonia. Trước đó vào tháng 4, đội bóng xứ Catalan cũng đã quyết định ngừng hoạt động kênh truyền hình riêng của mình, Barça TV, được cho là tốn khoảng 14 triệu euro mỗi mùa để vận hành. Hơn 100 người đã bị sa thải vì lý do này. Việc cắt giảm chi phí có phần hà tiện thế này rõ ràng sẽ gây ra nhiều khó khăn cho cầu thủ và nhân viên của câu lạc bộ, cũng như ảnh hưởng đến chất lượng và uy tín của câu lạc bộ. Quyết định cắt giảm dịch vụ ăn của Barca có thể được hiểu là một biện pháp khẩn cấp để giảm bớt gánh nặng tài chính cho câu lạc bộ. Tuy nhiên, đó cũng là một quyết định gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe, dinh dưỡng và tâm lý của các thủ trẻ. Các thủ trẻ là tài sản quý giá của Barca, là những người kế thừa và phát huy truyền thống và lối chơi của câu lạc bộ. Việc cắt giảm dịch vụ ăn có thể làm giảm sự tập trung, động lực và niềm tin của các thủ trẻ, cũng như làm suy giảm chất lượng đào tạo của La Masia. Do đó, quyết định này rõ ràng là một sự hy sinh lớn của Barca để vượt qua khủng hoảng. Nhìn chung, vừa qua Barca đã có một mùa giải thành công ở giải quốc nội, nhưng vẫn chưa thể cạnh tranh được với các đội bóng hàng đầu châu Âu. Barca cũng đã có nhiều sự thay đổi trong đội hình, với việc bổ sung nhiều cầu thủ mới như Lewandowski, Kessié, Rafinha hay Koundé. Tuy nhiên, công cuộc cải tổ tài chính của Barca rõ ràng vẫn còn đang rất nhiều việc phải làm. Tất nhiên, đây mới chỉ là những bước khởi đầu và có lẽ bạn sẽ còn bất ngờ với nhiều quyết định khác của câu lạc bộ này. Barca không chỉ cần giảm bớt chi phí và nợ nần mà còn cần tăng cường thu nhập và đầu tư hiệu quả. Barca cũng cần phải giữ vững sự ổn định và đoàn kết trong ban lãnh đạo, huấn luyện viên, cầu thủ và người hâm mộ. Barca là một câu lạc bộ lớn và giàu truyền thống, đã có nhiều thành tích xuất sắc trong lịch sử bóng đá. Có lẽ chúng ta đều hy vọng rằng Barca sẽ sớm vượt qua khủng hoảng và trở lại với phong độ cao nhất của mình. Vậy bạn nghĩ sao về quyết định này của Barcelona? Nó liệu quá khó hiểu, quá hà tiện hay đơn giản với bạn đây chỉ là một sự tiết kiệm của câu lạc bộ mà thôi? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!